Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Tủ rượu đứng gỗ tự nhiên nhỏ gọn. Đặc điểm nổi bật của mẫu tủ rượu đứng: tối đa hóa khả năng lưu trữ với tủ cánh kính trong suốt, ngăn kéo. Kiểu chân tủ dáng cao thanh thoát giữ cho không gian dưới gầm tủ thông thoáng. Đầy đủ công năng thể hiện đẳng cấp của gia chủ. Thiết kế đầy tính thẩm mỹ, mang đến không gian phòng khách sang trọng. Gỗ sôi tự nhiên có khả năng chịu lực, chống cong vênh khá hiệu quả. Là nơi trưng bày những đồ trang trí độc đáo, tôn lên vẻ đẹp của không gian sống. Nếu bạn đang có nhu cầu mua sản phẩm, hãy liên hệ Nội thất Viva qua hotline 0977118799 và 0933118799. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video, hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video của chúng tôi. Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Showroom 1, 160C đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Showroom 2, 606 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hương Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0977118799, 0933118799. Sự hài lòng của quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi.